Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay mời các bạn cùng mình chơi Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist tiếp. Rồi, thì bữa nay mình đấu với cái thanh niên Rao Hogan này. Mình quên mình đọc tên bộ bài này, để lát ra đọc lại sao. Rồi, ok, thanh niên này là thanh niên quả. Thanh niên hình như chơi bộ toàn là mấy con quái thú biết bay không nè. Mà nó nhiều chiêu lắm cơ. Rồi, để coi coi thanh niên này có cái gì lợi hại. Rồi, úp một lá xuống trước coi nó có cái gì. Úp một lá này xuống đề phòng ảnh chơi mình. Tam Nga Thầy Tuyết để lượt sau. Là có dẫn núp bài xuống mình bắt ảnh ngửa bài lên luôn. Rồi, cho vệ binh Atlantic ra trận trước. Mình có bộc phá chi thuật ở đây rồi, tạm thời an tâm trừ khi ảnh có lá cắn tráp. Rồi, một con gì đó trông khá là kinh. À, chưa, phải bắn mình đã quên. Rồi, con này là con 2000 nhưng năm sau mình có thể quăng được luôn à. Hay đấy, nhưng mà đủ phải bộc phá chi thuật cũng vậy thôi. Yeah. Chơi mình đâu có dễ. Rồi, ok. Anh ấy là chim bay trên trời thì mình có con vệ binh bơi dưới nước lẫn con chó đi trên cạn đây. Coi ai bá đạo hơn ai. Chưa gì vô là kéo được gần nửa máu rồi. Tại mới có 3800 mà thiếu 200 nữa mới đủ nửa máu. Ây da. Lần này thì đừng trách anh vô tình nhá, bạo phong chi thuật phá. Lá gì? À, lá này để rút bài thôi. Rồi lá này nằm xuống trước đó đã. Con này tạm cầm tay để con này để xuống cũng vậy. Rồi đây. Ok, bắn vệ binh đó lên tích. Một con chim nữa. Rồi đây cho chó cạp miếng. Như là con này cũng là Black Queen, nhưng cho bộ bài này gọi là hình như bộ bài Black Queen nữa, nhưng mà nó mấy con chim nó tên khác nhau. Con này tên là Vazu the Emblem of Honor. Chả biết đọc có đúng hay không nữa. Rồi nói chung là chim gì thì chim. Con này hay âm thì cũng kinh đấy, mà nó một sao mà nó vậy thì cũng tương đối rồi. À, nó có thể bỏ bài xuống để nó rút một lá retour ra nha. Cái gì đây? Ai chà. Ai chà. Phá ngay, bạo phong chi thuật. Rồi, không sao. Hay quá. Rồi, đây, anh em. Chuẩn bị. Mình có nữ hoàng Happy ở đây rồi thì phải lo gì nữa. Rồi đây, phát số 2. Phát số 3, bộ này hình như không có con nào thủ 2000 đâu, đừng có sợ. Rồi đây, giờ thì kéo dò chi thuật luôn, này thì retour này. Ê lỗi, xin lỗi, không phải. Này thì XYZ hay là cái gì, Syndro, đây lá là Syndro. Màu trắng là Syndro, màu đen mới là XYZ. Đánh cho không ngẩng mặt lên được luôn. Mình cũng có con bay trên trời ở đây. Ồ, trên cạn dưới biển hay là trên trời gì là mình có quân hết rồi các bạn. Rồi. Ok, nữ hoàng Happy ra trận. Rồi, cho chó gặm cái chân một cái. Rồi cho cung thủ bắn một phát. Ê, thằng này thanh niên bắn nỏ. Một phát nỏ ngay headshot luôn. Ok, mình ăn. Chưa là bộ bài này cũng kinh đấy, nó mém tí làm khó được mình mà xui nó sổ ra đúng là bài lợi cho mình. Đây bộ bài nó tên là Fighting, ê xin lỗi các bạn, Fly Up the Black Wing, đúng rồi nè. Rồi ok. Nó bay cùng với cánh đen đúng không, mà nghe thấy bá đạo rồi. Ây da, bị cắt bao rồi. Rồi để coi thanh niên này có võ công gì lợi hại nào. Rồi quăng ra. Giờ muốn dở phép ra với mình cũng hơi khó. Rồi đây, có con này lên là mình lên 2400 ngay. Mình ảnh mệt với mình như đùa đó.
Cái sơn này khá lợi nhưng mà dùng nó thì không thể dùng special summon được. Wow, lá gì đây? À rút để ra bài thôi. Rồi sau đó là nó hỗ trợ rút thêm lá nữa hả? Chà, có lá này lợi hại ghê ta. Rồi ok, con Gojo Gorian cũng ghê đấy. Nhưng mà chắc là thanh niên này không biết là mình có bộc phá chi thuật. Nó trừ điểm mình còn có phân nửa thôi. Rồi sao để gọi con cẩu của mình ra nào. Ha ha ha. Mình khoan dùng tuyệt vọng chiến phủ nha các bạn. Gì đây? À dạ. À, thì ra là có chiêu này nữa. Nãy là ảnh chưa cho nó không tung chiêu được. Còn qua đây ảnh tung chiêu là con kim này là con kim mũi khoan hả? À nó gọi là cái thương thôi, Pora the Spear. Rồi ok, ghê đấy. Nhưng mà bộ bài này nó phụ thuộc vô cái lá này nhiều. Rồi nó rút bài lên chỗ này là mình hơi mệt đó nha. Rồi nó ra một con nữa. Ồ, oh, con này nãy. Ghê. Rồi không sao, chơi có ăn có thua chuyện bình thường. Nó 2003 đúng không? Ê sao lại ra lá này cho sinh con quái cái như ra vậy sao chơi. Rồi à, nó bắn về mình hết máu rồi. Để coi 2003 à, không còn máu, còn máu mình nhìn nhầm, 1003 chứ không phải 2003. Rồi xong, thanh niên đều đánh mình mà dạng mình không còn máu nào luôn. Rồi. Ủa nó cứ rút bài được liên tục thôi. Bộ bài này là bộ bài gọi hội đúng rồi, nhớ kìa mình chơi thử bộ bài này nó toàn chơi gọi hội không. Rồi, cẩu ngoan đâu. Cái gì đây, ấy trời ơi, bị nó chơi nữa rồi. Rồi thôi, em thua. Bá đạo đấy. Rồi giá thứ hai mình thua. Không sao bình thường, ít nhất chúng ta biết được sức mạnh của bộ bài này các bạn. Thật ra là nãy là mình không có bấm cái chiêu mình kháng phép lên nữa. Thử coi phép đó phép gì. Nói chung là biết sức mạnh của bộ bài rồi, bộ bài gọi hội. Như là có lá đó nó vừa nó lá đó xài liên tục mà nó vừa gọi bài nó liên tục mà nó còn dùng một số chức năng khác nữa. Rồi. Rồi một con chim. Một con chim nữa. Một lá trap. Rồi ok. Những lá bài chủ lực của mình bây giờ mới ra. Nãy coi như giá đó là mình cố tình rơi vô thế yếu đi. Rồi đây. Trong 3 lượt đứng yên nghe cho tôi. Rồi. Không thèm đánh. Đợi cho nó, thật ra nó cố tình để cho nó ra con kia mình chơi nó mới đã. Rồi ok, nó phá được cái lá này của mình thì cũng ghê, nhưng mà lá này còn ở đây thì cũng không, trong 3 lượt nó không làm gì được mình. Ha ha. Bạo phong chi thuật. Phá. Hồi sinh à. Hồi sinh à. Rồi thì cũng lợi hại đấy, dùng cái lá này đây. Tuyệt vọng chiến phủ, con quỷ da xanh giáp vàng chấm đỏ trán của mình. Xưa nay có ngán ai bao giờ đâu. Một trong những con quái 4 sao nguy hiểm nhất đó các bạn. Nó có thể biến nó thành 2004 nếu qua được một lượt nó úp xuống nó ngửa lên. Nói chung là nó flip phát á, là nó sẽ được cái lợi thế đó. Rồi có Kameyoko ở đây rồi, sợ gì nữa. Trừ khi đối phương kháng được Kameyoko hoặc là nó phá được cái lá Kameyoko của mình. Rồi xong. Như là cũng có vài bộ bài nó hất bài mình vô hay nó chơi đủ trò khác thì đúng là nguy hiểm thiệt. Rồi xong hết lượt rồi.
để coi. Hồi nãy ảnh dùng lá này hại mình cũng có lá này để hại lại. Rồi, quất ngay đường giữa, bởi vì tôi là người Việt Nam. Đó, phải vậy mới được. Rồi, một con ngàn ba. Rồi, một con ngàn ba nữa. Hai con này retour được không? Hả? Rồi, thì sao? Rồi, một con ngàn tư. Ờ, đó, phải vậy người ta mới để. Rồi, ok, một lá bài gì đó trông rất là kinh dị. Nó trừ điểm của mình á. Bây giờ không thèm dở cái lá này lên luôn nè, cho nó coi nó lợi hại mức nào. Rồi gọi bài ra nữa đúng không? Con gì đây? À con này Armor Master là hơi bị ghê đấy. Rồi nhưng mà mình không mình dám để là mình bị khó đối sách nha ơi. Lưu Bang cũng từng bị Hạng Vũ đánh cho tơi bời mà. Rồi đây. Đây. Rồi có gì đâu, thắng thua là chuyện thường tình, dám gỡ nó mới hay. Rồi đây, không còn mạnh như xưa nữa nhưng mà cũng 1950 chứ không phải yếu ớt gì đâu mà phải lo. Rồi lại 1003. Chắc là tính dở trò chi đây. Không sao. Không sao, cứ chơi chiêu. À ha ha. Tưởng là hại được mình đây mà. Hại được mình đây mà. Từ từ đã, để coi sắp tới thế nào. Hô dở nha chú em. Đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo, lắc lư cái mình nè, lắc lư cái mình nè. Ồ sao bé không lắc. Ồ sao bé không lắc. Rồi tiếp tục. Rồi một con gì đó trông cũng hơi bị kinh dị mỹ, nhưng mà đụng phải cái hố của mình nó là chuyện khác. Hạ thủy độn thủy long đạn. Rồi cũng được. À nó làm gì nó rơi xuống rồi nó không bị phong ấn. À, nói chung cũng một pha hy sinh đấy. Trời ơi tại sao lại là bảo phong chiến thuật mà không phải là một con quái 1900 phải ăn rồi không. Ôi cơm khổ. Rồi ok đối phương giống mình rồi các bạn. Rồi hai ông tạm đếp bài. Rồi đây vệ binh Atlantic ra trận. Rồi thiết thủ giáp. Vệ binh mà có thêm thiết thủ giáp vô nữa thì đã quá rồi. Rồi đây con này giờ nó lên 2700 luôn mà nó còn lấy phần nữa được công của đối phương nữa, phải vừa đâu. Rồi một pha headshot nữa nha. Rồi đó là gián thứ 3, bây giờ gián thứ 4. Cũng là gián định Giang Sơn coi hôm nay hòa hay thắng. Thắng hay hòa? Hòa hay thắng? Mà nó có hòa là cũng để tiếng nha các bạn. Rồi anh em nhào vô. Rồi ok có mấy lá này ở đây cũng hay. Rồi một con chim nữa. Rồi một lá bài, hai lá bài, ba lá bài. Ôi trời ơi quá tuyệt vời. Chuẩn bị ngang. Ma điểu linh vũ thi triển. Dễ ăn được em vậy sao? Dễ ăn được em vậy sao? Rồi nữ hoàng happy ra trận. Anh em chuẩn bị bắn. Wow. Ây da thiệt là hảo hảo quá đi vậy mà. Rồi ok mình con chim trông rất kinh. À, không có retour hả? Không có retour thì cà mê hà mê ha. Rồi ok. Rồi chó con chó ngoan của anh đâu?
táp nó một miếng cho anh. Táp. Rồi một con chim. Rồi nó lại gọi một con lên nữa. Trong võ công thì cũng hơi bị lợi hại. À thì ra là để retour. Thế là xin lỗi lộn lại để Shinjiro. Giờ nó ra một cái con gì đây. Rồi một con Vortex thì trong nó khá là kinh. Nhưng mà vấn đề là đụng mình có phong ấn chi thuật thì nó lại khác. Rồi không sao, mình còn có bộc phá chi thuật ở đây nữa cơ mà. Lo gì lo gì. Rồi đây nữ hoàng Happy ra trận. Bầu trời và mặt đất ta đều có quân. Bay lên thì gặp nữ hoàng Happy mà đáp xuống là gặp con cuốn ngoan của mình. Cuốn này hơi bị bự đấy. Không biết là đem làm 7 món thì nó như thế nào. Tại con chó này là con chó của thế giới bóng tối. Nhưng là ở đời không ăn miếng giò chó. Chết xuống âm phủ không biết có hay không. Mình cũng không biết ở dưới có chó hay không nữa. Tại mình chưa xuống dưới. Bạn nào xuống dưới rồi mà được quay ngược lên đây cho mình biết với nha. Rồi ok. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.